Tốt, Lingard. Ui dồi ôi, gọt. Nếu anh em có các nhu cầu về dịch vụ Apple 4, hãy liên hệ tới thương nhân Trần Hoàng Việt, luôn đảm bảo uy tín và chất lượng. Hoặc cần tìm các account trong mơ, hãy ghé thăm shopfifavn.com, shop app tự động hiện đại, hệ thống nạp SMS so tiện lợi và đặt mua app BB trắng theo yêu cầu duy nhất tại Việt Nam. Audio Jungle. Sẽ được trải nghiệm con hàng Jesse Lingard, hay còn gọi là Lingardinho. Chúng ta sẽ được trải nghiệm ở mức thẻ cộng 5 luôn. Ở mức thẻ cộng 5 thì con hàng này sẽ có chỉ số tổng quát là 112, vị trí gốc sẽ là CAM. Ở cái mùa thẻ này là cái mùa mà Lingard được nâng cấp một cách toàn diện lên. Ở hai chân của Lingard giờ đã 5 năm rồi. Thể hình thì chúng ta vẫn có như cũ thôi, vẫn là 1m75, 60 cân và thể hình nhỏ. Các cái chỉ số thành phần thì lên được rất nhiều. Và điển hình của con hàng này sẽ có hai cái điểm mạnh nhất anh em có thể thấy rõ, đó là về phần tốc độ và về phần khả năng kiểm soát bóng. Đều những cái chỉ số này đều đã được trên ngưỡng 110 cả rồi. Và có thêm một vài điểm chú ý nữa, đó là phần dứt điểm chỉ số lên tận 111, khả năng chọn vị trí 115, chuyền ngắn 113. Nhưng mà vẫn phải nói rằng là thể chất của Lingard nó không được tốt cho lắm. Sức mạnh chỉ có 88 thôi. Ủa lại chúng ta có ma tốc độ, quang người và 5 sao skill. Một hàng mà anh em rất là đáng chú ý, đặc biệt là những anh em fan MU. Ngoài ông đá cũng cẩn thận. Lingard. Ui không được. Ui Lingard khó, nói chung là mấy quả này thì hơi khó nhai. Càng mấy ông người đá chắc kèo. Tưởng đá nó ít cơ hội lắm. Tốt Lingard. Ui dồi ôi, gọt. Đóng cái bóng kìa. Holy man. Xoài. Lingard. Rooney, ui Rooney kìa. À, mình đóng quả bóng hơi lỗi. Ui Rashford, mẹ nhà ông nữa, cái quả ngon ăn như vậy. Hay quá nhà bọc mà. Nhắm nghía mãi mới ra góc. Lingard. Ui giời, Lingard đánh đầu luôn các ông ạ. Được quá nhỉ. Rồi, Lingard. Được. Nè, Lingard chọc quá hay thế mà ông Cavani đúng là xử lý cá nhân rất là khó. Tốt. Ok, Cavani. Đây rồi, Lingard. Khó quá. Hơi khó. Ui Lingard, ấy à, giữ bóng được nhỉ. Em nên hỏi là con nào. Những cái gì họ nhận được nó chưa xứng đáng. Vấn đề nó chỉ có thế thôi. Ui yếu kìa. Về trường hợp của Lingard thì thôi, chúng ta cũng không cần phải nói quá nhiều nữa. Đây là cái phiên bản tốt nhất của cầu thủ thuộc biên chế của MU đúng không anh em?
khả năng cao là cuối mùa nó sẽ ra đi thôi. Lingard thì chúng ta vẫn có cái thông số thể hình cũ 1m75, 60 cân thể hình nhỏ, thì đây là cái điểm yếu của cầu thủ người Anh này, thể chất tương đối hạn chế. Chúng ta sẽ không trông chờ được gì nhiều trong những tình huống ngang vai với lại các cầu thủ đối phương, kể cả đấy là những cầu thủ cảm giác tầm trung thôi, thì mình thấy là khá là thọt trong tình huống tranh chấp, khá là yếu. Còn để mà nói mà xét về điểm mạnh của Lingard thì chúng ta cũng sẽ thấy rõ được như cái những cái điểm mà mình đã đề cập ngay đầu video, nó chính là về phần tốc độ này và phần kiểm soát bóng. Thì trước hết là về mặt tốc độ đi, Lingard có một cái tốc độ rất là ngon, lên tốc rất là cháy. Đây là một cái điểm mà mình cực kỳ hài lòng với cầu thủ này. Về cái khâu dứt điểm của Lingard thì nó cũng đã được nâng cấp lên quá vượt trội. Cái điểm mà mình đáng lưu ý nhất đó chính là về phần hai chân 5-5, nó được nâng cấp từ chân 4-5 lên đấy. Thì cái kèo trái có một cái tình huống sút bóng rất là hay ở góc hẹp, anh em thấy được đầu buổi livestream, mình rất là hài lòng, lực sút đảm bảo, dứt điểm hiểm. Sút xa này mình không test được nhiều, nhưng mà mình nghĩ là sút cũng sẽ ok đấy. Còn riêng về phần xâm nhập vòng cấm chọn vị trí thì mình thấy rất là hài lòng với Lingard. Con hàng này là một con hàng có khả năng chọn vị trí khá là ok. Một cái điểm trừ của nữa của Lingard trong cái phần thể hình đó chính là về phần không chiến. Chúng ta sẽ được bù lại bởi khả năng chọn vị trí, tức là nếu mà chọn vị trí tốt thì vẫn sẽ có bàn. Tiếp theo đó là về kỹ năng chuyền trọt. Chuyền trọt của Lingard thì nó nằm ở mức khá đến tốt thôi, nên là nó cũng sẽ không được quá tốt như những con hàng kiểu dạng như là Rooney trong team Color MU hoặc là Bruno, thì nó sẽ không ngang được bằng. Nhưng mà mình thấy là ở cái ngưỡng chuyền bóng và làm bóng thì nó ở mức khá. Còn về khả năng tạt bóng của Lingard thì mình thấy là có lẽ là nó tốt hơn chỉ số một chút, nó sẽ nằm ở mức khá, tức là vẫn có thể sử dụng được. Cái kỹ năng kiểm soát bóng như mình đã đề cập đó là một trong những cái điểm rất là mạnh của Lingard. Thì cầu thủ này dê dắt mượt, xoay sở tốt, thực ra bóng thì nó không được quá dính chân, nhưng bù lại được cái là thao tác chân nó rất là nhanh, khả năng xử lý kỹ thuật cá nhân rất là tốt. Nếu mà để nhắc về Lingard thì vị trí thi đấu hợp lý nhất với cá nhân mình nghĩ ấy, thì đó sẽ là vị trí chạy cánh. Chạy cánh sẽ là vị trí tối ưu nhất dành cho Lingard, và mình nghĩ đây là một trong những con hàng chạy cánh xâm nhập vòng cấm hay của team MU, anh em nên đầu tư. Tất nhiên là cái giá để trải nghiệm con hàng này nó rất là đắt rồi, anh em cân nhắc sử dụng. Còn nếu đá ở vị trí CMST cũng có thể được. Con này thoát người tương đối ok, nó sẽ không tách người được đỉnh như những con hàng có AI tốt đầu. Nhưng mà nếu anh em gắn huấn luyện viên nháy quy kêu gọi xâm nhập vùng cấm vào thì mình nghĩ vẫn là ổn. Anh em nếu muốn tham khảo những bài review chất lượng, phân tích về các sơ đồ chiến thuật cũng như update những thông tin mới nhất về FO4 thì hãy tham gia ngay cộng đồng HCG Club để được tư vấn nhiệt tình và giải đáp mọi thắc mắc nhé. Link group mình sẽ để ở phần mô tả video. Cảm ơn anh em rất nhiều.